Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội hoàn thành ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 3 với khối lượng công việc tương đối lớn. Thảo luận tại hội trường hai dự án luật, nghe báo cáo tờ trình, báo cáo thẩm tra những nội dung quan trọng liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Vietcombank. Thảo luận về luật di sản văn hóa sửa đổi vào chiều nay, các đại biểu Quốc hội đề nghị có quy định cụ thể về đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ di tích. Bởi theo dự thảo luật hiện nay, việc đưa các dự án nhà ở riêng lẻ vào quy hoạch và thực hiện các thủ tục lập dự án do nhà nước làm chủ đầu tư như trong dự thảo luật quy định sẽ gây ra nhiều phiền hà và khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nên có thanh tra về di sản văn hóa. Trong sáng nay, Quốc hội thảo luận về luật tư pháp cho người chưa thành niên. Các đại biểu cơ bản đánh giá cao chất lượng của dự án luật, tuy nhiên đề nghị làm rõ thêm một số điều khoản cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật với chất lượng tốt nhất để thông qua tại kỳ họp này. Hôm nay, Quốc hội cũng đã nghe báo cáo về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, nhằm bảo đảm đồng bộ với một số dự án luật mới được thông qua, khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển kinh tế xã hội, cho ý kiến về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Vietcombank. Nhân dịp đồng chí Lương Cường được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Đại Hàn Dân Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Venezuela, Belarus, Nicaragua, Thụy Điển đã gửi các điện thư thông điệp chúc mừng. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 10 theo giờ địa phương khoảng 14 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chủ tịch nhóm BRICS năm 2024. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Nga có Thủ tướng Cộng hòa Tatarstan Pechosin Alexei, Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Kazan, Bộ trưởng Chính phủ Cộng hòa Tatarstan, Phó Vụ trưởng Vụ lễ tân. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường và Kiều Bào tại Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ Việt Nam dự hội nghị BRICS, cũng là chuyến công tác đầu tiên tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị mới. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị BRICS mở rộng tiếp tục truyền tải hình ảnh về một Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển, năng động, đổi mới, thể hiện vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương nhằm góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm, nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước đang phát triển trên trường quốc tế, đồng thời tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga và các nước. Sáng nay, theo giờ địa phương, ngay sau khi đến Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak, cùng dự có Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov và Bộ trưởng Bộ Công thương Anton Alikhakov. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu đến thành phố Kazan, thủ phủ của Cộng hòa Tatarstan, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam, bày tỏ sự coi trọng và ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch BRICS của Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước kể từ sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, mong muốn cùng Chính phủ Nga tìm kiếm các giải pháp để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng trên cơ sở cùng có lợi. Chào mừng và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Chính phủ Nga rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, trong đó có lĩnh vực năng lượng, dầu khí, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại mỗi nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, bao gồm các doanh nghiệp dầu khí, quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Phó Thủ tướng Alexander Novak, hai Bộ trưởng Nga và chuyển lời mời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johairin bin Abdul và đoàn đại biểu Quốc hội Malaysia thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato Johari bin Abdul. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đồng IPA 45 tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và vào thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Malaysia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế Malaysia phát triển nhanh, trở thành một trong 27 nền kinh tế cạnh tranh hàng đầu thế giới. Chủ tịch Hạ viện Malaysia bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đất nước và con người Việt Nam anh hùng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển, đổi mới, hội nhập và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch Hạ viện Malaysia khẳng định Malaysia và Việt Nam đều đang là một phần quan trọng của ASEAN, đang nỗ lực đồng hành cùng nhau trong công cuộc phát triển kinh tế, chia sẻ những thành tựu hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, năng lượng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược với Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, cụ thể, hướng tới nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo mọi thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, dư địa và tiềm năng phát triển thương mại du lịch giữa Việt Nam và Malaysia vẫn rất lớn, đề nghị đặc biệt quan tâm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng. Đối với vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quan điểm, chủ trương của Malaysia trong xử lý vấn đề Biển Đông. Hai bên cần phối hợp với các nước trong ASEAN duy trì lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông, thúc đẩy thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn tiếp tục phối hợp hiệu quả trong việc hồi hương và đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị tạm giữ trong vùng biển của Malaysia trên tinh thần nhân đạo và xử lý nội bộ giữa hai nước trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. Công nhận nỗ lực của Việt Nam về quản lý và hạn chế vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, tạo điều kiện cho Việt Nam vận động Ủy ban châu Âu EC gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Malaysia ghi nhận các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định sẽ sớm chuyển các đề nghị này đến chính phủ và các cơ quan có liên quan của Malaysia, đồng thời sẽ nỗ lực phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy giải quyết sớm các vấn đề trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược Malaysia-Việt Nam. Để tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên nghiên cứu thúc đẩy về việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện Thượng viện Malaysia, tạo cơ sở để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký. Hoan nghênh Malaysia trong năm 2022 đã thành lập Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với kết quả tốt đẹp, cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia hôm nay sẽ củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul và phu nhân cùng đoàn đại biểu Hạ viện Malaysia thăm chính thức Việt Nam. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp nghe báo cáo rà soát hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Sau khi Nghị định số 08/2022 của Chính phủ được ban hành thay thế Nghị định số 40/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2022, lại chưa quy định cụ thể để xác định sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, chưa rõ, chưa cụ thể về điều kiện của đối tượng được miễn thuế. Vì vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tái chế, xử lý chất thải không được hưởng chính sách ưu đãi về thuế trong Nghị định số 40/2019. Do đó, yêu cầu sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022 sau 2 năm thực hiện là rất cấp thiết. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nguyên tắc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ bảo vệ môi trường là nhất quán liên tục, không để khoảng trống pháp luật làm ảnh hưởng đến lợi ích của các chủ thể doanh nghiệp liên quan.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án thực hiện chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tái chế, xử lý chất thải từ thời điểm Nghị định số 08 năm 2022 có hiệu lực ngày 10 tháng 1 năm 2022, thống nhất với Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, hướng dẫn trình tự, thủ tục cho doanh nghiệp thực hiện. Tiếp đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp trong quý 3 năm 2024 tăng trưởng tích cực hơn quý trước và đạt mức tăng trưởng 9,5% so với quý 3 năm ngoái. Đặc biệt, một số ngành công nghiệp chủ lực đạt mức tăng trưởng trên 15%. Đó là thông tin được Bộ Công Thương công bố vào chiều ngày 23 tháng 10. So với cùng kỳ năm trước, thép thanh, thép góc tăng trên 26%, xăng dầu tăng 20,3%, thép cán tăng gần 17%. Hay vải dệt từ sợi tự nhiên tăng gần 16%. Nhiều ngành công nghiệp chủ lực đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng, trong tổng thể hoạt động sản xuất đang chuyển biến tích cực, góp phần vào mức tăng trưởng vượt kỳ vọng của nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2024. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trên 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực 100% vốn trong nước tăng trên 20%, cao gần gấp đôi so với khu vực có vốn FDI. Bộ Công Thương cho biết, trong những tháng cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, trình Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến đôn đốc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đến thời điểm hiện tại, có hơn 6.300 xã đã được phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới, đạt hơn 77% số xã trên cả nước. Dự kiến đến hết năm 2024, cả nước sẽ có hơn 6.400 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và hoàn thành đúng tiến độ, các đại biểu đã tập trung đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn chính hiện nay như cơ chế đối ứng trong tiêu chí môi trường, phân bổ nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tiếp tục phát huy phong trào toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là hoàn thiện chỉ tiêu, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong tháo gỡ khó khăn để xây dựng nông thôn mới. Từ đó cần thiết đưa ra các văn bản hướng dẫn, tư vấn, đồng hành cùng người dân, phát huy sức sáng tạo của người dân. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển, đoạn giáp danh giữa xã Phú Thuận và huyện Phú Vang và phường Thuận An, thành phố Huế. Các đợt thiên tai trong tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, đặc biệt là các đợt mưa lớn, gió mạnh trên biển, sóng lớn, chiều cường, nước dâng trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 10 năm 2024 đã gây sạt lở đoạn bờ biển dài khoảng 1.000 mét, ăn sâu vào đất liền từ 70 đến 100 mét. Trong đó, đoạn bị sạt lở nặng dài khoảng 300 mét, nằm giáp danh giữa xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và phường Thuận An, thành phố Huế, gây phá hỏng vỉa hè, đường nội bộ, khu vực bãi tắm. Phạm vi sạt lở đang tiếp tục phát triển nhanh, mở rộng chiều dài và ăn sâu vào đất liền, đe dọa cuốn trôi tuyến đường nội bộ bãi tắm và có nguy cơ rất lớn ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển, đồng thời yêu cầu các địa phương vùng sạt lở cùng các ban ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để hạn chế, khắc phục sạt lở, bảo đảm tuyệt đối tính mạng cho người dân. Hôm nay, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với cơn bão số 6 có tên gọi là Trà My. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, Quảng Nam lên kịch bản ứng phó với cấp độ cao nhất của bão, đồng thời coi 4 tại chỗ là yếu tố quyết định giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại của thiên tai. Nhận định bão Trà My nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền, khu vực miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam và gây mưa lớn. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị nhanh chóng triển khai phương án sẵn sàng ứng phó. Trước mắt, Bộ đội Biên phòng thường xuyên thông báo cho tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, tổ chức cấm biển vào thời gian thích hợp. Bảo đảm thông tin trước, trong và sau bão đổ bộ, rà soát, chuẩn bị thật kỹ phương án sơ tán dân khi cần thiết, đặc biệt tăng cường kiểm tra phương án 4 tại chỗ, bởi đây là yếu tố quyết định giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại của thiên tai gây ra. Công tác chuẩn bị ứng phó với bão Trà My phải chủ động, không lơ là, chủ quan để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Hôm nay, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Đây là ngôi chùa được xây dựng cách đây hàng trăm năm, hiện lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có một bảo vật quốc gia.
Đám cháy xảy ra trong khu tam bảo có diện tích khoảng 200m2, ngọn lửa bao trùm phần bàn ghế, cột xà và một phần mái chùa. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn cháy lan, di rời một số tài sản ra vị trí an toàn. Đến khoảng trưa nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra phong tỏa hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, bắt bị can để tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà. Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hà, sinh năm 1977, trú tại thôn Na Lang, xã Tà Trải, huyện Bắc Hà. Nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà. Qua tài liệu thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2022 đến 2023, Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ với số tiền là 765.264.000 đồng. Trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng có nêu đó là phải thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Trên cơ sở đó, các địa phương đã tích cực xây dựng nhiều mô hình sáng tạo trong công tác dân vận, đưa người dân trở thành chủ thể chính để triển khai mô hình. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Từ năm 2021, thành phố Bắc Giang đã triển khai việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân đối với chính quyền thân thiện nhằm thu thập thông tin, đánh giá kết quả công tác xây dựng chính quyền thân thiện tại các đơn vị xã, phường, thị trấn về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Đây là nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo nhằm đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận. Các tổ chức chính xã hội họ sẽ hướng dẫn công dân để họ lấy ý kiến đánh giá nhận xét. Bên cạnh đó thì phía đơn phường cũng có một kênh riêng, đó là hòm thư góp ý trực tiếp hoặc là hòm thư điện tử của Đảng ủy lấy ý kiến đánh giá của nhân dân hàng tuần. Hàng tháng thì là sẽ có một cán bộ đầu mối tổng hợp tất cả các ý kiến đánh giá được nhận qua cái hòm thư góp ý. Sau đó thì là có một công văn triển khai tới cán bộ chuyên môn để giải quyết, mà khi có kết quả thì gửi tới công dân để họ biết được là ý kiến của họ, nguyện vọng của họ đã được giải quyết đến đâu. Bên cạnh đó, người dân được trực tiếp giám sát hoạt động của hệ thống công quyền, gửi phản ánh kiến nghị lên cấp ủy chính quyền địa phương, từ đó điều chỉnh những biểu hiện còn chưa tốt trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ hoặc góp ý về việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh những việc liên quan đến công tác trật tự đô thị, xây dựng, rồi liên quan đến các cái mâu thuẫn thì đều được chúng tôi tiếp thu, tiếp nhận qua các cái mã QR. Và từ đó thì chúng tôi cũng nắm được cái tình hình từ các cái tổ dân phố trong nhân dân và có cái chỉ đạo trực tiếp mà sâu sát và giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, tránh những cái điểm nóng phát sinh. Trên các hệ thống các trang mạng như trang ý kiến đô thị của thành phố hoặc là cái trang mini app quy chế dân chủ của tỉnh đang triển khai và thành phố tổ chức thực hiện khá hiệu quả thì góp phần cho nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức đang thực hiện nhiệm vụ ở trên địa bàn để làm sao tiếp nhận được cái thông tin mà chưa đạt chuẩn mà chưa chính xác thì được khắc phục kịp thời ngay. Thông qua cách làm này, dân chủ được phát huy rộng rãi ở thành phố Bắc Giang nói riêng và toàn tỉnh Bắc Giang nói chung. Người dân đã biết phát huy quyền làm chủ của mình trong giám sát hoạt động của hệ thống chính trị và được thụ hưởng từ chính nội dung đó. Tham gia từ cái việc là cho ý kiến, tham gia bàn bạc, rồi thì tham gia bằng cả cái việc quyết định. Qua đó thì giúp cho là cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển xã hội địa phương của cấp ủy chính quyền được thuận lợi hơn. Và chắc chắn là những nơi nào mà làm tốt việc đó thì nhân dân ủng hộ
đồng thuận thì chắc chắn là sẽ thành công. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi mặt trận là nhiệm vụ quan trọng để cụ thể hóa tư tưởng lấy dân làm gốc, đặt nhân dân vào trung tâm các quyết sách, tạo điều kiện để nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.